Hãy nghe này, tất cả những cái lũ con chó đĩ sắc tộc của chúng ta này. Tao sẽ cho tụi mày biết cái giá trị của đàn ông của tụi mày là như thế nào, hiểu không? Bộ tụi mày không biết rằng á, không thấy rằng là nhiều số tụi mày đã trở thành mẹ độc thân à, mẹ đơn thân à. Biết vì sao không? Chúa cha đang xử tụi mày đó, biết không? Vì cái tội lỗi phản bội đó, biết không? Không có cái sự trung thành đó.